trên iPhone 2019. Theo báo cáo mới nhất của nhà phân tích Minh Chi Kuo, iPhone 2020 sẽ được trang bị camera trước nhỏ hơn, do đó sẽ thu nhỏ phần tai thỏ và tăng tỷ lệ hiển thị màn hình trên thân máy. Nhưng chưa rõ thiết kế này sẽ áp dụng cho tất cả các mẫu iPhone ra mắt năm 2020 hay chỉ trên một phiên bản duy nhất. Trong khi đó thông tin trên Credit Suisse lại cho rằng, có một phiên bản iPhone 2020 không còn tai thỏ hay Face ID. Nguồn tin này cho rằng, iPhone 2020 sẽ có camera trước và cảm biến vân tay nhúng dưới màn hình. Sau đó năm 2021, cả các mẫu iPhone mới sẽ không còn tai thỏ. Tai thỏ là thiết kế gây tranh cãi ngay lần đầu xuất hiện trên iPhone X năm 2017. Tuy vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực từ người dùng, nhưng thiết kế tai thỏ lại được nhiều nhà sản xuất smartphone Android chạy theo xu hướng này. Tuy nhiên, để tối ưu hóa không gian hiển thị trên màn hình điện thoại thông minh, nhiều hãng smartphone đã nghiên cứu phát triển theo hướng loại bỏ tai thỏ, như dạng màn hình giọt nước đục lỗ hay chuyển camera selfie sang dạng pop-up, xu hướng mới nhất là camera selfie sẽ được nhúng dưới màn hình.